Cái thằng Vũ là thằng nào mà đánh thằng Minh á, biết không? Chỉ ông coi. À, kia ông ơi, Vũ. Chuyển ra đây cho ông. Vũ. Hả? Qua mày. Gì lớn? Qua mày. Qua mày. Cái gì lớn? Hiểu. Ra đây biểu. Dạ. Con là thằng Vũ phải không? Dạ. Đánh thằng Minh phải không? Mày hả? Mày. Mày. Đánh thằng Minh nha. Đi đi. Vũ. Có chuyện gì vậy con? Nè. Con là gì đó? Không, thấy nó đẹp trai đừng nữa. Về đi con. Ê, dạ. Xem chút xíu. Chà đâu, quýnh nào mà. Mà khoan đã, lỡ mày đang nói chuyện với anh Phúc giữa chừng, cái người nhà anh vô bất chợt sao ta? Bà Huynh. Alo, bà Huynh hả? Vậy là cái anh ở trong đó là bạn trai của bà hả? Ừ. Về nguyên tắc, tôi đã cho bà mượn như vậy là có thể tôi sẽ bị đuổi việc rồi. Tôi biết như vậy là cũng làm khó cho bà lắm. Nhưng mà bà giúp tôi đi, tôi hứa là tôi không có làm gì sai, không có làm gì bậy bà, ảnh hưởng tới bà đâu. Bà yên tâm nha, tôi chỉ duy nhất là muốn được nhìn thấy người yêu của tôi, coi ảnh có làm sao không, có nặng lắm không. Muốn bà, vì tình yêu của tụi tôi, bà giúp tôi được không? Trời đất ơi, nóng quá, xém xíu nữa là bị bác Năm phát hiện. Bây giờ mà vòng lại coi anh Phúc thế nào, bác Năm nhìn thấy mình nó cũng nhìn ra mình là Diệu Huyền cho coi. Chết rồi, giờ sao đây? Anh Phúc ra nông nổi vậy cũng một phần cho mình chứ đâu. Bà đó, tôi hứa với bà đây là lần cuối luôn nha, giúp tôi đi mà nha, nha bà, giúp tôi lần cuối đi mà, vì tình yêu nha, nha. Cảm ơn bà. Mà khoan đã, cho tôi mượn thêm 100.000 mua trái cây cho anh Phúc nha bà. Dạ con chào bác. Bác đưa em lên phòng khám bệnh và chích thuốc giùm con. Dạ. Con đi lên phòng chích thuốc con. Sao cô qua đây vậy? Em xin lỗi, em xin lỗi. Em làm cái gì đây? Em phải vất vả lắm á, anh biết không? Em phải làm đủ thứ hết trơn mới vô đây em thăm anh được nè. Em sợ gia đình anh thấy mất công nữa. Anh à, em mua cho anh quá trời đoạn luôn nè. Ăn nha, ăn nha. Mọi nó thèm thì ăn nha. Ngon quá.
Mới đi thăm bệnh lần đầu đúng không cô hai? Sao vậy? Có ai thăm bệnh mà mua toàn đồ chua không? Đồ gì đây? Bánh tráng. Trời ơi, cái này sao mà ăn được? Ồ, em đâu có biết đâu. Em thấy mẹ em đi thăm bệnh cũng mua trái cây như vậy mà. Bánh tráng Ăn cho nóng nữa. Vậy thôi, không ăn thì thôi em ăn một mình. Hạnh ơi, đi lẹ lấy con. Trời ơi, từ từ, nó cũng nằm ở chỗ, có bỏ nó chạy đi đâu mẹ. Trời ơi. Ủa, mẹ với anh hai. Ủa con. Dạ. Ai mua nhiều dữ vậy con? Dạ con mua. Con thèm quá, con đi bộ xuống con mua. Em đâu? Dò cẳng mày về mua điện thoại đâu? Hả? Không biết số của anh hai hả? Điện thoại bị hư anh hai. Hư thì để anh hai lên anh đi mua cho. Nhưng mà chưng chẳng cái gì đi. Em thèm quá mà. Ơi con ơi, thèm thì về nhà mẹ mua cho ăn. Dạ. Nó mua cái gì đây nè? Ba cái đồ ở dưới đây có biết vệ sinh hay không? Trời ơi, mua đồ sẽ đồ con gái ăn không vậy nè? Bánh tráng. Bởi vậy? Rồi cái gì mà? Thích cái gì thì nói đi, ở nhà mẹ làm đem lên cho. Trời đất ơi, rồi không rửa không gì hết rồi làm sao mà ăn? Quá chất, đồ không ăn đã bệnh hoạn như vậy rồi. Rồi không còn kháng thể. Nó mua ăn đi, con lấy con ăn đi. Trời ơi, thôi con làm sao con dám ăn ba cái này. Trái cây thì không có rửa không gì hết mà kêu ăn. Làm sao ăn được mà ăn cái này? Thì mình ăn thì mình rửa. Thôi, biết phải thuốc xịt vô ăn bệnh chết chứ không giỡn. Trời ơi, đem đi đâu vậy trời? Cô ơi, cô ăn thanh long không cô? Không phải đâu. Cô nói dài cho cô luôn nè. Ừ, chắc cô nằm hôm nay cũng lạc miệng. Ăn cái này cho có vitamin C. Mẹ ơi, hả? Cái tay người ta vậy vậy gì có nghĩa là người ta không muốn ăn đó mẹ. À vậy hả? Cô bị cái gì á, nhiều khi cô bị lên cơn co giật rồi sao với hà dép còn chưa cởi ra nữa. Mà mỗi bữa đó là thấy hình cái cô này nè, mặt bình thường mà sao bữa nay giờ. Đúng rồi, cái mặt của cái cô kia nhỏ nên bị sưng, sao cái mặt bự quá trời kìa. Trời ơi, biết gia đình ở đâu nữa. Tội nghiệp quá. Anh Phúc chích thuốc nha. Phúc. Chích thuốc rồi con. Ở đây nè cô ơi. Ủa, hồi nãy tôi bảo em lên phòng chích thuốc mà sao còn ở đây? Thôi được rồi, để tôi chích. Chưa có chích thuốc thấy không? Hèn gì, tay là nghi rồi. Một lần chích là một ống vậy hả cô? Dạ đúng rồi. Chắc phải xin thuốc cô ơi, chứ tôi thấy cô này có triệu chứng bị co giật rồi đó. Mà ta hỏi nó rồi. Thấy không, cái tay cũng béo rồi kìa. Đây đây đây, để tôi coi chích đi cô. Ôi. Còn có biết